Bphone 3 giá chỉ 6.990.000 đồng. Chi tiết xem tại bphone.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chúng ta lại gặp nhau trong một video bán điện thoại rồi. Và chiếc điện thoại mình muốn bán cho các bạn ngày hôm nay đó chính là Sony Xperia X Performance. Đó, cái chiếc điện thoại này thì đã có quá nhiều bạn nhắn tin đến cho mình bảo mình mua cái sản phẩm này về để bán ra cho các bạn rồi. Đó, và thực sự là trong cái thời gian vừa rồi thì mình rất khó có thể kiếm được những cái sản phẩm X Performance nào mà hàng ngon để bán ra cho các bạn. Ngon ở đây là gì? Ngon ở đây thì mình đánh giá trên hai tiêu chí. Thứ nhất, hàng là phải chưa qua sửa chữa. Và thứ hai nữa là hình thức của nó cũng phải đẹp để mình bán ra. Đấy, chứ ngày trước trong khoảng thời gian khoảng 3-4 tháng vừa rồi thì mình tìm ấy thì có những con mà nó chưa qua sửa chữa nhưng mà hình thức của nó rất là xấu. Còn có những con hình thức mẫu mã bên ngoài nhìn rất là đẹp nhưng mà người ta đã thay vỏ các thứ hết rồi. Đấy nên là mình chắc chắn là sẽ không bao giờ bán những cái hàng vớ vẩn đó cho các bạn. Đó, và cái chiếc X-Performance ngày hôm nay mình bán ra cho các bạn là chiếc X-Performance đảm bảo được hai yếu tố. Thứ nhất, hàng là phải nguyên bản, zin 100% chưa qua sửa chữa. Và thứ hai nữa là cái hình thức của nó thì cũng phải tương đối là đẹp. Đấy, chứ nó không bị xước sát quá nhiều. Đấy là những cái tiêu chí mình đặt ra cho các bạn để mà bán ra cho những người nào đang theo dõi kênh Dương Dê của mình. Và mình cũng nói luôn, đấy là cái việc mình bán hàng như này thì không nhằm mục đích lợi nhuận, và chủ yếu là nhằm tri ân các bạn là chính thôi. Và mình cũng sẽ nói luôn là cái mức giá mình để ra cho sản phẩm này nó sẽ rất là rẻ luôn. Nó sẽ rơi vào khoảng 1.950.000 đồng, đúng bằng Sony Xperia Z5 mà cái đây mấy tháng mình bán ra cho các bạn. Đấy, các bạn biết là X-Performance chip 820 ngon hơn rất nhiều so với chip 810 khá nóng của Xperia Z5 đúng nào. Và các bạn tưởng tượng là đến tận bây giờ vẫn có người hỏi mua mình Xperia Z5. Đó, và mình cũng nói luôn là bây giờ không mua Xperia Z5 nữa. Thứ nhất là mình không có. Thứ hai nữa là con X-Performance này nó ngon hơn con Z5 đó rất nhiều. Thế tại sao chúng ta lại phải bỏ ra cùng một số tiền để mua một sản phẩm nó kém hơn đúng nào? Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào những cái phần review chi tiết về cái sản phẩm này nhé. Và mình cũng nói luôn đấy là kể cả mình có bán hàng cho các bạn hay là không bán hàng cho các bạn, kể cả mình review cái sản phẩm mình bán hàng hay là review bất kỳ sản phẩm nào khác, thì mình cũng sẽ luôn luôn khách quan, ưu nhược điểm có gì là chúng ta phải nói thẳng, nói thật cho nhau. Đấy, chứ nếu không sau này các bạn mua về các bạn nói ui dồi ông Dương Dê ông cái tâng bốc sản phẩm lắm, xong cuối cùng mua chẳng ra gì thì mệt lắm. Ok, về thiết kế thì sao? Thiết kế có một số những cái ưu điểm mà mình khen như này. Thứ nhất, đó là cái chất liệu phía sau này của nó này. Thì nó là chất liệu kim loại nha các bạn nhé. Phần này là phần kim loại này, nhưng phần này nó chỉ bằng nhựa mà thôi này. Bởi vì là nó sẽ phải giúp cho máy có thể thu phát sóng tốt hơn. Và cái phần kim loại của nó là phay xước này. Các bạn nhìn được không? Nhìn nó rất là đẹp mắt, trên hình như nào thì các bạn cũng có thể thấy đấy. Và cái thiết kế của Sony Xperia X Performance là một thiết kế tương đối nam tính và tương đối là vuông vức. Ở đây thì mình có thêm một cái màu nữa, đó là màu đen. Đây các bạn thấy không? Mình có thêm một cái màu đen nữa. Và cái màu đen này thì nó cũng được hoàn thiện phay xước. Tuy nhiên là hôm nay thì mình sẽ review cái phiên bản màu trắng để cho cái máy điện thoại của mình nó có thể quay được tốt hơn. Đấy, mình đang quay bằng Galaxy S10 chứ lại không phải là quay bằng máy ảnh đâu. Rồi, tuy nhiên một số những điểm trừ trên sản phẩm này là gì? Mình cũng sẽ nói luôn. Thứ nhất, đó là về thiết kế này, các bạn nhìn thấy mặt trước của nó không? Nó quá dày luôn các bạn ạ. Cái mặt trước này nó cực kỳ dày luôn. Cái phần viền trên này, viền dưới, viền hai bên thì ở mức độ bình thường, nhưng viền trên, viền dưới nó rất dày. Bởi vì đây cũng là sản phẩm nó được sản xuất cách đây vài năm rồi. Đấy, vài năm trước thì chúng ta cũng không thể đòi hỏi được là nó phải làm các cái cạnh ở phía trên, phía dưới nó mỏng được. Đấy, tuy nhiên là đối với cả cái việc viền dày như này thì khi chúng ta chơi game này, cái tay của chúng ta nó sẽ có điểm tựa. Đấy, cầm vào hai cái phần này thì nó sẽ có điểm tựa hơn. Đấy, và nó sẽ không bị chạm những phần thịt vào trong màn hình. Đấy, thậm chí là ví dụ như bây giờ mình chơi game ở trên Galaxy S10 Plus, đôi khi là phần thịt ở bên lòng bàn tay của mình nó vẫn chạm vào bên trong màn hình, bởi vì là cơ bản nó là màn hình cong với cả cái viền của nó quá mỏng. Đấy, thì viền dày như này thì đôi khi sẽ giúp cho chúng ta trong việc chơi game nó được tốt hơn. Rồi, ở phía trước này chúng ta sẽ có một camera tự sướng có độ phân giải là 13 megapixel. Chúng ta sẽ kèm theo luôn loa thoại, và cái loa này nó cũng sẽ gồm luôn cả loa ngoài luôn nhé các bạn nhé. Bởi vì máy này nó có bộ loa kép stereo ở phía mặt trước này. Đó, tiếp theo nữa chúng ta sẽ có các cảm biến ở đây, và các bạn có thể thấy luôn là đang nhấp nháy như này này. Ở phía bên cạnh dưới chúng ta cũng sẽ có thêm một cái loa ngoài nữa để đối xứng với cả cái phía cạnh trên. Đấy, vào cái phần viền dưới này nó cũng làm rất là dày. Ba phím điều hướng cơ bản của cái sổ này đó là phím home, phím back và phím đa nhiệm thì nó đã được đặt ở bên trong màn hình. Mình có một cái điểm rất chưa hài lòng, đó là tại sao cái phần phía dưới này nó làm quá dày như này, thì tại sao nó không đưa ba phím điều hướng cơ bản của Android xuống phía dưới này để cho nó đỡ chiếm dụng diện tích ở trong bên trong màn hình. Đấy, nhưng Sony không làm cái điều đó. Đấy, bởi vì rất đơn giản thôi, Sony họ muốn cái phần phía trên và phía dưới nó cân đối với nhau. Đấy, thì họ không đặt xuống, nhưng mà mình thấy là như thế này nó cũng chẳng cân đối lắm này các bạn nhìn nhá. Cái khoảng cách từ cái loa này xuống phía dưới này nó tương đối bé này. Trong khi đó thì khoảng cách từ cái loa này lên phía trên này nó sẽ dày hơn là cái khoảng phía dưới. Nên thành ra với thiết kế của X-Performance thì mình thấy là có một số những điểm trừ như vậy, nhưng tổng quan lại thì thiết kế của nó vẫn tương đối là nam tính.
Đó. Tiếp theo nữa, một cái điểm trừ nữa đó là ở phía bên cạnh dưới của nó này, chỉ bao gồm cổng sạc chuẩn micro USB thôi nha các bạn nhé, chứ không phải là USB Type-C, mặc dù cái sản phẩm này có hỗ trợ sạc nhanh. Đó. Ở phía bên cạnh trái chúng ta sẽ gồm một cái khay để chứa SIM và thẻ nhớ. Máy này là máy chứa một SIM và một thẻ nhớ, nhưng cái khay thẻ nhớ kia chúng ta không thể biến thành khay SIM thứ hai được, bởi vì đây không phải là khay SIM Lite. Đấy, nên là nếu mà bạn nào muốn sử dụng những sản phẩm 2 SIM thì đây sẽ là một điểm trừ tiếp theo nữa của sản phẩm này. Ở phía bên cạnh phải chúng ta sẽ gồm phím nguồn kiêm luôn cảm biến vân tay ở đây. Chúng ta sẽ gồm phím tăng giảm âm lượng, kèm theo đó là một cái phím tắt nhanh để cho chúng ta có thể khởi động camera lên. Đấy, chúng ta sẽ giữ im vào cái phím tắt này là camera của nó đã có thể khởi động lên rồi. Đây cũng là một cái điểm rất hay mà Sony đã duy trì cái truyền thống này khá là lâu trên các dòng sản phẩm của mình. Ở phía bên cạnh trên chúng ta sẽ gồm jack cắm tai nghe 3.5mm, kèm theo đó là một cái mic phụ. Đó, và phía bên mặt sau này thì vừa nãy mình cũng đã nói rồi đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái camera ở phía sau. Thì cái camera này nó sẽ có độ phân giải là 23 megapixel, khẩu độ sẽ là f2.0 và tiêu cự của camera này sẽ là 24mm. Và nếu mà các bạn để ý vào phía mặt lưng của cái X-Performance này thì các bạn có thể thấy là nó có dòng chữ Docomo này. Đấy, tại sao mình lại bán rẻ sản phẩm này cho các bạn? Bởi vì đơn giản là nó là của nhà mạng Docomo. Đấy, ưu điểm và nhược điểm của cái nhà mạng này là gì thì lát nữa mình sẽ nói cho các bạn nhé. Thì dưới này thì chúng ta sẽ có dòng chữ Xperia ở đây. Rồi, bây giờ quay trở lại với cả mặt trước của X-Performance, các bạn thấy không? Vừa nãy mình sử dụng cái cảm biến vân tay ở đây này, nhưng mà nó không phải là cảm biến vân tay một chạm đâu. Các bạn bắt buộc phải ấn phím home này vào thì nó mới có thể mở khóa lên được. Đó. Rồi, quay trở lại với cả mặt trước của sản phẩm này thì nó sẽ sở hữu màn hình với kích thước là 5 inch, độ phân giải sẽ là Full HD. Cái tỷ lệ màn hình ở trên X-Performance nó cũng khá là cũ rồi. Nó là tỷ lệ 16:9, nên tuy nhiên là khi mà các bạn xem các nội dung ví dụ như trên kênh Dương Dê chẳng hạn, đấy mình vẫn đang để tỷ lệ là 16:9 thì nó sẽ không bị chiếm dụng bất kỳ một cái phần diện tích nào cả. Mà mình thấy là hầu hết bây giờ xem video trên YouTube vẫn là cái định dạng tỷ lệ 16:9 thôi. Và với một cái màn hình kích thước nhỏ, độ phân giải cao như này thì sổ chúng ta nó sẽ cho một cái mật độ đề mảnh khá lớn, rơi vào khoảng 441 ppi. Với cái khoảng cách thông thường thì chúng ta sẽ tương đối khó nhìn thấy điểm rỗ ở trên cái X-Performance này. Và cái tấm nền màn hình được trang bị ở trên X-Performance đó là tấm nền màn hình IPS LCD, góc nhìn của nó thì cực kỳ tốt. Và màn hình của Sony thì chắc các bạn cũng biết rồi đấy, người ta hay nói là nét như Sony mà. Màn hình này thì cũng được trang bị các cái công nghệ ví dụ như là Triluminous Display này và X-Reality. Về hiệu năng thì sao? Sony Xperia X-Performance sẽ sở hữu con chip Snapdragon 820. Cái phiên bản mà mình đang cầm ở trên tay này là phiên bản RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Và với con chip Snapdragon 820 thì đây có thể coi là con chip 820 rẻ nhất đang được bán ở trên thị trường bây giờ. Mình đang để giá 1.950.000 thôi. Và nếu mà so với cả Xperia XZ ấy, thì nó rẻ hơn 1 triệu, mà cấu hình thì đúng y xì đúc như là Xperia XZ luôn. Cái điểm số AnTuTu cho ra ở trên X-Performance nó sẽ rơi vào khoảng 143.000 điểm. Nghĩa là cái tổng điểm của nó sẽ xem với cả con chip Snapdragon 660. Tuy nhiên khi chúng ta kích vào bên trong này thì các bạn có thể thấy là cái điểm GPU của nó rơi vào khoảng 62.000 điểm, nghĩa là gấp đôi so với cả điểm GPU của con chip 660. Và mình chắc chắn với các bạn rằng là những cái trải nghiệm chơi game ở trên con chip Snapdragon 820 nó vẫn tốt hơn tương đối so với cả con chip Snapdragon 660. Đấy, tuy nhiên là về cái điểm CPU của nó chỉ rơi khoảng 41.000 điểm, nghĩa là cái tốc độ của cái con chip 820 này ở thời điểm hiện tại đã là tương đối bình thường rồi. Đấy, tất nhiên chúng ta sẽ không thể nói nó chậm được vì nó vẫn là cái con chip flagship mà, nhưng mà tốc độ của nó thì sẽ không thể so sánh được với những cái con chip tầm trung cao cấp của Qualcomm bây giờ. Nhưng cái điểm GPU của nó thì sẽ luôn luôn mạnh mẽ hơn rất rất nhiều so với cả những cái con chip tầm trung cao cấp của Qualcomm. Và thậm chí mình cũng nói luôn nhé, nếu mà so sánh sang với cả Redmi Note 7 Pro thì chắc chắn là hiệu năng của X-Performance vẫn ngon hơn là Redmi Note 7 Pro. Đấy, bởi vì con chip nó ngon hơn mà. Về pin ấy thì X-Performance sở hữu viên pin với mức dung lượng là 2700 mAh. Đây là một mức dung lượng pin rất bình thường chứ không phải là mức dung lượng pin mạnh. Tuy nhiên, cái sản phẩm này nó có hỗ trợ sạc nhanh nhé các bạn nhé, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Về các yếu tố khác thì sao? Đây là sản phẩm của nhà mạng Docomo nên là chúng ta có thể thấy là nó có rất nhiều các ứng dụng rác ở đây này. Đấy, có rất là nhiều các ứng dụng rác ở đây. Đấy, tuy nhiên là chúng ta hoàn toàn có thể xóa các ứng dụng rác này đi được. Và với một sản phẩm của nhà mạng Nhật như này thì bây giờ nó vẫn có tiếng Việt luôn nhé các bạn nhé. Đó, vẫn có CH Play bình thường luôn. Đấy, chứ không như một số các sản phẩm của Trung Quốc là chúng ta phải chờ cài đặt tiếng Việt mất mười mấy ngày đấy, rồi là chúng ta phải tự cài đặt CH Play vào. Đấy, nhưng mà cái sản phẩm này nó có sẵn CH Play luôn và có sẵn tiếng Việt luôn cho các bạn. Về phiên bản phần mềm thì X-Performance cũng sở hữu phiên bản Android cũng tương đối mới, đó là Android 8.0.
Đấy, và mình nghĩ là với một sản phẩm flagship như này thì nó sẽ còn được cập nhật lên Android 9 nữa. Thêm một cái tính năng rất đáng tiền của X-Performance đó là cái sản phẩm này, nó cũng sẽ hỗ trợ cái khả năng kháng nước kháng bụi theo tiêu chuẩn IP68. Và thêm nữa là nó cũng sẽ có cảm biến nhận diện khuôn mặt. Đây, đấy các bạn thấy không? Ở phía mặt trước như này. Và những cái tính năng âm thanh giải trí của Sony thì sẽ luôn luôn rất tuyệt vời. Ở trong các sản phẩm của Sony thì mình để ý đến những cái phần mềm trợ giúp cho mình rất nhiều. Ví dụ như ở đây có video, có nhạc thì không nói làm gì nhá. Có PlayStation thì không nói làm gì nhá. Nhưng mà những ứng dụng mà mình rất hay sử dụng, thứ nhất đó là Audio Recorder. Đấy, đây là một cái phần mềm thu âm có thể coi là tốt nhất ở trên hệ điều hành Android bây giờ. Và trong top 10 cái ứng dụng mà mình nghĩ là bắt buộc phải download về trên các sản phẩm Android thì đây sẽ là cái ứng dụng mà mình ưu tiên hàng đầu. Đấy, thậm chí là trên Galaxy S10 mình đang sử dụng bây giờ, mình vẫn download cái ứng dụng này về để mà thu âm đấy nhá các bạn nhé. Riêng trên Android mình luôn luôn tin tưởng Audio Recorder, bởi vì đơn giản là thứ nhất là thu âm rất là tốt. Nó có thể tùy chọn được rất là nhiều các cái chất lượng này của cái việc thu âm, ví dụ chất lượng tuyệt vời, chất lượng cao, chất lượng trung bình hay là chất lượng cơ bản. Nhưng mà quan trọng là cái giao diện của nó khá đơn giản, nên chúng ta chỉ việc ghi âm như này. Đấy, chúng ta kết thúc và chúng ta đã có một cái bản ghi ở ngay ở bên này rồi. Đấy là cái phần mà mình rất thích. Bây giờ thứ hai nữa là nó có cái Video Creator đây này. Cái phần này có thể giúp cho chúng ta có thể biên tập video được cách dễ dàng hơn, và nó sẽ phù hợp với những bạn nào mà thích quay vlog. Đấy, xong sau đó thì chúng ta sẽ tự biên tập video và tự render luôn trên chính cái điện thoại của mình. Đấy, mình là người làm YouTube nên mình rất quan trọng hai cái phần mềm này. Còn lại thì Sony thì chắc là về giải trí âm thanh thì chúng ta không phải bàn tới rồi. À, mà mình cũng nói luôn là cái sản phẩm này có kháng nước và chúng ta test áp suất các thứ thoải mái nhé các bạn nhé. Rồi, vậy thì cái điều cuối cùng đó là khi mà chúng ta muốn mua sản phẩm Xperia X Performance thì chúng ta phải làm gì? Thứ nhất đó là các bạn hãy gọi điện thoại trực tiếp đến trợ lý của mình. Đấy, số điện thoại của trợ lý của mình thì mình đã để ở ngay phía dưới phần mô tả của video này, cũng như là ghim luôn ở phần bình luận rồi. Với cả cái thứ hai nữa đó là chúng ta hãy đặt hàng qua cái đường link mà mình đã để ở ngay phía dưới phần mô tả của video này. Tại sao phải đặt hàng? Bởi vì là cơ bản là cái số lượng sản phẩm này về của mình về nó không quá nhiều. Đấy, nên là nếu mà các bạn gọi điện cho trợ lý của mình mà lúc đó mà hết hàng rồi thì bắt buộc chúng ta phải đặt hàng. Và thậm chí là mình nghĩ là kể cả còn hàng đi chăng nữa thì chúng ta cũng nên ưu tiên là đăng ký qua link để mà chúng ta được đặt hàng một cách sớm nhất và sẽ có người gọi điện lại cho các bạn. Đấy, còn lại tất cả những thông tin về tài khoản ngân hàng của mình, rồi là các thứ ra sao, đặt hàng như thế nào, bảo hành các thứ ra sao thì mình cũng đã để ở ngay cái link đặt hàng đấy rồi. Đấy, mình ghi rất là chi tiết đấy, các bạn có thể xem qua nhé. Còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về Sony Xperia X Performance và với mức giá 1.950.000 để bỏ ra mua sản phẩm này của mình thì các bạn có thấy đáng hay không? Cũng có thể để lại comment để cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.